Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, quý cô mọi người đến với kênh của Việt Florida US. Hôm nay Steven thực hiện video này để giúp các bạn cách thức build một căn nhà mới từ underground up. Có nghĩa là cô chú anh chị cho nên chọn một căn nhà nào cho đúng, một cái builder nào cho đúng, một cái location cho đúng. Thì tại vì mình mua nhà, mình đâu phải mình mua nhà giống như mua một chiếc xe. Nếu mình build không đúng kiểu, không đúng mẫu mã, không đúng vật liệu và không đúng chỗ, thì đương nhiên mình không có hài lòng, thì không được vui, thì đi đường không được vui, thì gia đình cũng không có vui cho mấy. Trước khi mình build nhà thì đương nhiên mình phải chọn một cái location để phù hợp cho gia đình của mình. Và đương nhiên cô chú anh chị ở các tiểu bang khác qua Florida thì có hỏi Steven là nếu mình build một căn nhà thì mình nên chọn ở thành phố nào. Mình cái đó thì Steven cũng khó nói lắm, tại vì nếu mình ở an cư lạc nghiệp mà cũng là một chỗ nào đó rồi, mà nếu mà này kêu nói là mình xách gói mình bỏ đi build một căn nhà ở tiểu bang khác thì nó cũng hơi lạ lẫm lắm, thì cũng hơi khó để cô chú anh chị để tìm hiểu thêm. Thì nên trong video này Steven sẽ giải thích cho cô chú anh chị cách thức mình nên phải làm gì, mình nên có một cái hành trang gì trước khi mình cất một căn nhà mới cho gia đình của mình. Thứ nhất là Steven recommend cô chú anh chị nên qua đây mình mướn nhà mình ở trước. Tại vì mình qua, nếu mình chọn một thành phố nào phù hợp cho gia đình của mình rồi, mình có thể mình qua đây, mình dọn về đây, rồi mình mướn một căn nhà ở một cái apartment, chung cư mà ở trước đi. Rồi từ chỗ đó mình mới, khi mà tới weekend á, mình rảnh, mình lái vòng vòng ở trong những khu nào mình thích thì mình mới mua ở nhà ở khu đó. Còn nếu mình cất một căn nhà mới thì thứ nhất là cô chú anh chị nên chọn một cái builder cho nó tương đối nổi tiếng và nó làm việc có tâm một tí. Thì cái những builder sau đây Steven sẽ cho cô chú anh chị để tham khảo thêm, hoặc lên mạng có thể tìm hiểu thêm, là thứ nhất là builder GL Homes. GL nó để tắt là goodluckhomes.com. Thì builder này nó build rất là nhiều nhà ở Florida. Cô chú anh chị, giống như nhà của Steven cũng build từ builder GL Homes. Đặc điểm của GL Homes là họ build tất cả loại nhà đều là mái ngói. Cái mái ngói như thế nào? Phía bên này của Steven là nó có 5 căn nhà ở trong khu của Steven. Nó hiện tại build cũng gần xong rồi nghe cô chú anh chị. Thì nếu cô chú anh chị nhìn thẳng lên cái mái nhà trên đó thì đa số là họ làm mái ngói. Đó. Đương nhiên cái nhà mái ngói nó nhìn sẽ sang hơn cái nhà làm cái mái shingle. Thì shingle nó warranty chỉ có khoảng chiều 25 tới 30 năm trở lại thôi. Còn cái mái ngói nó warranty tới hai đời người nha cô chú anh chị. Thì nếu mình build một căn nhà mới, mình nên chọn những vật liệu nào? Thì đương nhiên mình mua nhà trước khi nhất, cách thức mình mua nhà là mình chọn cái builder nha. GL Homes là một trong những builder mà Steven recommend cho mọi người để tham khảo. Cái builder thứ hai, Steven cũng có quay nhà rồi ở một cái khu River Edge, cũng gần đây của Steven thôi. Thì cái builder này là Taylor Morrison. Taylor Morrison là một trong hai builder mà Steven biết rất là competition, nghĩa là rất là competitive. Đối với GL với Taylor Morrison là giống như 1-9-1-10, phải không? Hai cái builder này rất là nổi tiếng. Những builder khác giống như là MI Homes, Dior Hortons, thì cái nhà đó giống như nhà dạng chung. Dạng chung nghĩa là middle class home, nghĩa là từ 300 hoặc 300 ngoài trở lại. Đó là nhà giống như em của Steven mua nhà cũng khoảng chừng 267.000, thì cũng bao ngủ 2 phòng tắm. Đó. Thì giá nhà đó cũng tương đối đẹp, cũng phải là xấu quá, cũng đẹp được. Và chất lượng nó cũng khá, cũng không quá tồi. Đó. Thì trong 4 builders đó thì cô chú anh chị cũng nên tìm hiểu thêm nếu mình xin dời nhà về Florida và muốn build một căn nhà mới. Thì nếu mình build một căn nhà mới, cái thách thức nó làm sao? Thì Steven mới vừa đề cập rồi, thì Steven nên cô chú anh chị nên tìm hiểu cái builder trước. Rồi thứ hai là mình nên chọn cái location của cái khu nào, thành phố cho nó an toàn, trường học tốt, gần việc làm đây. Tại vì ở đây là nhà nó đi theo với cái việc làm. Tại cái việc làm của mình là rất quan trọng. Nếu mình có nhà không có việc làm là cũng thể như cũng như là không rồi, phải không? Nên là cái khu nhà
cái việc làm của mình cho nó phù hợp ngay cái gần cái khu nhà của mình. Cái thứ hai là, thứ ba là giống như là cái builder nó build nhà có chất lượng không. Thì khi trước khi vô build một căn nhà mới á, thì mình vô mình nói chuyện với tụi builder thì nó sẽ đòi cái tiền deposit, nghĩa là trước khi mình chọn một cái mẫu mã nhà nào đó ở một cái khu nào đó thì họ sẽ hỏi cái deposit là trung bình là khoảng chừng 5.000 để deposit cho cái một cái lot, nghĩa là cái một nền nhà đó nha. Thì cái premium hiện tại Steven biết ở khu của Wesley Chapel ở Tampa Bay á, thì trung bình bây giờ là cũng khoảng chừng 35-55.000 một cái nền nhà. Khi xưa 2015 Steven build cái nhà của Steven thì cái nền nhà, cái premium nó có khoảng chừng 2.000 ngoài thì 3.000 trả lại thôi. Sắp sửa sang 2022 thì cái giá nhà nó lên rất là cao. Thì khi vô mình deposit thì đương nhiên trong vòng một tuần nó sẽ làm cho mình một cái contract. Thì khi mình ký cái contract với họ thì họ sẽ đòi mình phải deposit trung bình là khoảng chừng 5% của cái giá nhà mình mua. 5%. Thì cái 5% đó, tại sao mình thấy để 5% đó? Tại vì 5% để dằn chân để họ mua những vật liệu nào cần thiết để build căn nhà của mình. Thì đương nhiên khi mình đặt cái lot rồi, tùy theo cái mẫu mã nhà của mình chọn thì họ sẽ cho mình chọn cái nền nhà nằm ở trong cái khu nào của cái miếng đất đó, ở trong cái community đó. Tại vì mỗi một căn nhà nó có một cái chiều rộng khác nhau thì đương nhiên cũng cần cái nền nhà nó rộng tương đối để xây một căn nhà đó ha. Thì nếu mình xây một căn nhà nó phải tốn bao lâu thì theo Steven hồi xưa thì 2015 thì cũng khoảng từ 7-8 tháng, mà hiện tại nghe nói các bạn bè của Steven hiện tại đang build nhà ở Florida thì mất ít nhất từ 1 năm tới 1.5 năm mới xong ha. Ok, thì khi mình deposit rồi thì mình cái nhà nó build nó chỉ có chỉ khi mình ký contract với họ xong rồi thì cái kế tiếp là trong vòng bao nhiêu thời gian đó họ sẽ phải nạp những đơn cần thiết lên county để xin một cái permit. Thì khi mình có permit rồi, khi họ bước vô build cái nền nhà của mình rồi hoặc build cái nhà mình lên rồi thì nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái contract Steven mới vừa nói. Giai đoạn thứ hai là mình phải chọn cái option. Thì cái option trong nhà của mình, như tỷ cái mẫu nhà nó có, thì mình phải biết trong nhà mình chỗ nào nó có cần một cái đèn gì, có một cái option cho nhà bếp làm sao, nhà tắm làm sao, loại gạch nào mình thích. Thì mỗi một cái lựa chọn của mình nó có một cái giá khác nhau. Thì đương nhiên là nếu mà cái nền nhà của mình đó, thì nó standard thì đa số ở Florida họ sẽ lót thảm. Nếu mình không thích thảm mình lót gạch hoặc thích cái loại gỗ thì nó mình phải trả cái option cho cái gạch và cái gỗ đó. Đương nhiên họ cũng có một cái loại gạch cho standard luôn, mà loại gạch standard nó không được đẹp. Nếu mình chọn một cái mẫu mã nó khác hơn cái họ cho thì mình phải trả cho cái option cho cái loại gạch đó ha. Thì với đèn đuốc ở trong phòng, cô chú anh chị nếu mình thích cái nó thường nó gắn một cái đèn ở trên cái ceiling giống cái Apple sao, thì Steven không thích loại đó. Thì nếu mình làm cái high hat, nghĩa là cái reset light á, thì đương nhiên mình phải trả tiền cho mỗi cái reset light đó. Cái đầu tiên là 110, cái thứ hai là 80. Nghĩa trong phòng mình gắn một cái đầu 4 cái đèn reset light á thì cái đầu tiên là 110, mỗi cái sau là 80 đồng. Rồi cái đoạn thứ ba là khi mà nó xây nhà lên rồi, rồi nó trước khi nó đóng cái drywall lên á thì nó cho mình một cái walkthrough, nghĩa là những cái option nào mà mình chọn hồi xưa đó họ có làm đúng theo cái mẫu mã của mình chọn không, đúng cái địa điểm của mình chọn không. Nếu không thích mình có thể mình nói, hoặc không đúng mình nói lại là họ sẽ kiểm lại, họ làm lại cho mình. Rồi cái đoạn cuối cùng là cái walkthrough, cái final walkthrough, nghĩa là trước khi mà mình closing là mình phải đi một lần cuối. Nếu có hư hại chỗ nào làm không có đúng, không được đẹp mắt thì mình có thể kêu tụi builder nó sẽ sửa lại cho mình cho đúng, và khi mình hài lòng mình mới làm closing. Đặt cái đặc điểm mà Steven muốn nêu lên cho cô chú anh chị biết, khi build một căn nhà mới ở Florida thì họ có cái broker rebate. Tại cái chương trình broker rebate này nó hơi khó hiểu, thì về đa số những tiểu bang khác nó không có, mà những tiểu bang về miền Nam ở giống như là Atlanta, Texas, rồi Steven biết thì South Carolina, North Carolina, Florida, hoặc New Orleans, những tiểu bang về miền Nam của nước Mỹ á, thì đa số
các builder họ, các nhà họ có một cái khoản là kêu bằng cái budget 3% cho cái người broker. Nếu mình build một căn nhà mới mà mình lại, trước khi mình nhớ kỹ nha cô chú anh chị, trước khi mình ký contract với builder, mình phải có tên tuổi số điện thoại phần dẫn cái người broker đại diện cho mình đến ký cái giấy trước khi là mình ký contract. Nghĩa là cái nếu ký như vậy á thì builder họ sẽ trả 3% trên cái giá nhà của mình mua cho người broker đó. Rồi cái người broker đó, tại vì họ không có làm việc nhiều và không có tìm nhà cho mình, thì đương nhiên ở trên danh nghĩa của người cái contract với mình với người broker đó thì họ sẽ chia cho mình lại phân nửa. Nghĩa là 3% của năm một cái, nếu cô chú anh chị mua một căn nhà 500.000 đi thì 3% đó ít nhất thì 15.000, 15.000 nếu mình chia sau trừ những chi phí và giấy tờ, cái kia bằng cái trừ những cái chi phí làm gì giấy tờ, cái thủ tục giấy tờ á, thì còn lại thì ít nhất mình cũng khoảng từ 7.000 tới 7.000 ngoài cho cái căn nhà 500.000. Và đương nhiên cô chú anh chị mà nói hỏi em, nếu mình dẫn cái người broker như vậy á, thì cái người bên builder họ trả cho brand broker 15-16.000 như vậy á, thì builder nó có đẩy cái giá nhà lên không? Thì thật sự nó cái giá nhà nó đã niêm yết rồi, nó không có đẩy giá nhà lên được, thì nó nằm ở trong cái contract, nó không có đẩy cái giá nhà lên. Như cô chú anh chị y rất là yên tâm cái đó nha, tại vì có nhiều người chính bản thân gia đình của Steven cũng đã làm rồi thì mình mới dám giới thiệu cho mọi người biết. Đương nhiên lần trước Steven có đề cập về cái broker rebate này thì có nhiều người vô chưa tìm hiểu rồi có nói là Steven từ lường gạt mọi người. Thật sự cái đây là thông tin để Steven để đưa ra để cho cô chú anh chị biết để tham khảo. Nếu không tin thì cũng không sao, nếu mình có build nhà mới thì cũng nên tìm hiểu để mình không mất cái quyền lợi của mình ha. Và nói thẳng Steven không phải là broker nha, Steven chỉ làm gì nghề computer thôi. YouTube là giống như một đam mê. Rồi sẵn đó Steven quay nhà cho mọi người xem, rồi quay về cảnh Florida cho mọi người xem, rồi truyền tải thông tin nào mà Steven đã biết rồi để cho mọi người biết, để lỡ một mai mình cắt một căn nhà mới mình không có mấy cái quyền lợi riêng của mình nha. Thì cô chú anh chị nhớ, nếu build nhà mới nhớ cái phần broker rebate. Và đương nhiên không phải người broker nào cũng có cái chương trình broker rebate. Nếu cô chú anh chị cần một người broker ở Florida thì Steven có thể giới thiệu cho, thì có thể để dưới phần comment đi, rồi Steven sẽ trả lời và cho thông tin để cần biết. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại ở một video sớm nhất. Bye bye.